Ơi, xin chào các bạn. Vừa được ba cái nón bảo hiểm Nhật dành cho anh em lên xe nha. Đây. Đó, nón bảo hiểm Nhật cho các bạn. Mua một cái về đội mà anh em hỏi nhiều quá cho nên lấy về bán luôn cho anh em nha. Đó, rất là đẹp nha các bạn. Có màu màu đây là màu bạc nè, rồi màu trắng nè. Rồi màu nhớt nè. Màu đen bóng nè. Đó. Hiện tại thì cái màu bạc này đã có khách lấy rồi các bạn. Đã có khách mua rồi các bạn. Rất là đẹp nha. Đây. Rất là dày luôn. Phía sau có đồ che nắng, che mưa, che lạnh phía sau nè. Dày rồi, nhìn rất là chắc chắn nha các bạn. Kính rất là dày. Đây, kính rất là dày. Nó có cái khóa luôn nè. Khóa để giúp khi chúng ta gặp lên gặp xuống nó không lỏng lên, lỏng xuống các bạn. Rất là dày và chắc chắn nha các bạn. Không quá to cũng không quá nhỏ, bất kỳ anh em nào cũng có thể đội được. Hiện tại là đang còn cái màu đen với cái màu nhớt, anh em lấy một cái, còn cái mình đội nha các bạn. Mua một cái về đội mà anh em mua hết rồi, không còn nón đội luôn. Đây, 2 năm trời đội cái nón cùi này anh em. Nón này bây giờ căng ve chai luôn rồi. Bây giờ chuyển qua đội nón này cho nó đã các bạn. Kính nó rất là trong nha. Cái này mình đã lột kính rồi nè, kính nó rất là trong nha các bạn. Army Pro khóa nè, bằng nhôm nè, nhỏ inox nè, khóa dây bằng inox luôn, nhìn là rất là chắc chắn nè. Thôi anh em có nhu cầu lấy cái nào thì anh em nhắn tin Zalo với mình nha, lưu ý là hàng có sẵn nha, anh em qua trực tiếp để lấy. Ở xa thì chỉ khoảng đâu mình ship bưu điện vào này nhà cho các bạn. Nếu mà hết hàng thì anh em phải đặt từ 20 cho tới 25 ngày mới có hàng nha anh em, phải nhập từ Nhật về nha. Ok, cảm ơn tất cả các bạn.